Anh Trương Minh Cường ơi, trong cái giai đoạn trước đây khi mà anh tham gia là anh là một trong những tài tử có thể nói rằng là hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam, thì mọi người hay ví von và kêu anh với một cái tên đó là Giang Đông Hun Việt Nam. Em biết đó là trong con đường nghệ thuật đó, thì khi mà mình được gắn với tên của một ngôi sao nước ngoài đó, nó sẽ làm cho mình đôi khi có những người họ sẽ cảm thấy áp lực và họ không thích bị làm một bản sao của những người nào đó. Đúng thì rồi. Cảm giác của anh lúc đó như thế nào? Thật ra là gì? Cái xưng danh xưng đó là của khán giả đặt cho anh. Dạ. Tại vì cái thời đó thì cái phim Hàn Quốc họ xâm nhập thị trường Việt Nam mình quá lớn. Và có những tài tử họ đi vào lòng khán giả rất là sâu. May mắn là anh cũng sau cái thời đó thì bắt đầu là xuất hiện một cái người Việt Nam nó cũng hơi như vậy. Thì làm cho mọi người cũng thì ra Việt Nam mình cũng có phát triển rồi đó chứ. Việt Nam mình cũng xứng được với lại quốc tế rồi đó chứ. Anh nói quốc tế thì nghe hơi xa xỉ tí xíu. Nhưng mà thật ra bản thân anh khi mà mọi người cứ đặt, trước giờ anh là một cái loại người đậm tính. Ít có phải là ai nói gì mình không đúng hay sai thì mình không có muốn phân trần, cũng không có muốn giải thích. Khi khán giả đặt cho mình ví dụ như là ông bua quảng cáo hoặc là Giang Đông Hun của Việt Nam, anh cứ lấy làm niềm vui. Tại vì cái đó là người ta yêu quý mình, ta mong muốn mang gì tốt nhất cho mình thì mình cứ nhận. Còn bản thân anh thì luôn tự biết mình là một cái cá thể đặc biệt và riêng biệt, chỉ có mình